Kính chào quý vị và các bạn. Chuyển động ngày mới hôm nay sẽ phản ánh về việc tuyến lộ ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời vì sao bỗng dưng bị rào lại, gây bức xúc trong nhân dân. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam chi 219,5 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu hàng hóa từ 6 thị trường lớn nhất. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ các thị trường này đều ghi nhận mức tăng trưởng khá cao. Đáng chú ý, Việt Nam chi tới 105 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, thị trường nhập khẩu lớn nhất trong 9 tháng qua. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu Trung Quốc tăng tới 32,5%, kéo tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm từ Trung Quốc đạt mức cao nhất 10 năm và lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố từ năm 2025, đại học này sẽ giảm bớt các phương thức tuyển sinh đại học, chỉ còn 3 phương thức. Đồng thời, khuyến khích các trường thành viên xây dựng phương thức xét tuyển kết hợp. Trong kỳ tuyển sinh 2024, các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh theo 5 đến 7 phương thức tùy trường. Năm 2025, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương thực hiện 3 phương thức tuyển sinh đại học gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời khuyến khích các trường thành viên xây dựng phương thức xét tuyển kết hợp. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chung trong toàn hệ thống. Các trường thành viên, đơn vị trực thuộc tự chủ trong việc xác định, lựa chọn các tiêu chí xét tuyển và phương thức triển khai phù hợp với ngành nghề đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, người dân tại ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời rất vui mừng đóng góp cùng nhà nước đầu tư tuyến lộ giao thông để thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, lối đi chung bỗng dưng bị rào lại khiến người dân bức xúc. Qua phản ánh của người dân, phóng viên CTV đã tìm hiểu nguyên nhân do đâu. Tuyến lộ này do nhà nước và nhân dân cùng làm. Người dân cho biết khi vận động làm con lộ, chính quyền địa phương thông tin có tải trọng 2,5 tấn. Nhưng sau khi con lộ làm xong, bỗng dưng xuất hiện cái cổng ngang cao 2,2 mét rồi khóa lại. Xe tải có thùng cao dù là 1 tấn cũng không thể lưu thông được. Phương tiện muốn vận chuyển hàng hóa phải tìm người giữ chìa khóa, năn nỉ mở cổng, thậm chí đóng tiền mới được đi qua, khiến người dân rất bức xúc. Bởi vì con đường hồi xưa là nó còn nhỏ mà dân người ta đi ra đi vô, thoải mái, được. Từ ngày làm con đường lên tới giờ là nó đã là 4 mét rồi, mà giờ xe 1 tấn vô cũng không được, 2 tấn vô cũng không được. Là xã là làm cái cổng này cho bà Tám Hạnh để giữ chìa khóa. Chỉ có xe bà Tám Hạnh vô 6 tấn, 8 tấn thì vô được hết. Nhưng mà còn riêng tụi tôi là không vô được. Đó, có những người đã thu tiền nữa. Đó, tôi cắt già trong này, giờ xe cũng không cho xe tôi vô luôn, không mở cổng luôn. Đó, tôi quy định là ví dụ như một chiếc xe là 2 tấn rưỡi. Thì cho tôi vô, ví dụ cũng cái độ cao cũng cho xe tôi vô được đi. Còn đằng này là cũng phá cổng luôn, xe 16 vô cũng không được luôn. Tìm đường này thì chung lộ này dân ở đây đóng hết trơn à. Dân nào có nền nhà ở đây là đóng hết trơn à. Dân không cắt nhà cũng có nền nhà cũng vẫn đóng. Mà nói chung từ lúc cắt nhà này lộ làng thì khó ra vô quá trời luôn à. Dân ở đây nói chung ở địa phương đây cũng lâu đời rồi, chào cha đó giờ mấy chục năm hết trơn. Mà lúc cắt nhà thì khó khăn, lộ làng vô khó lắm. Xe cộ rồi xả bọng làm khó, làm lum hết trơn, người dân đây làm khó lắm. Cắt nhà ép cọc rồi khó dữ trời. Cửa thì phải nhờ bên đây chủ dựa bên đây nè, tao quản lý hàng rào đó, xã giao gì giao cái hàng rào đó đựng mở mới được, còn không mở là đâu xe ra đâu ra vô được, xe mà nó đụng cái hàng rào đâu ra vô được đâu, phải nhờ cái rào đó. Nói chung là nó khó lòng lắm, ra vô mà mỗi cái mình muốn nhờ giả người ta cái mình mắc chạy đi kiếm người ta vui người ta cho, buồn nó không cho, rồi có khi mà kiếm tao không gặp nữa. Phần đất của mình mặt ngang là 6 mét, là đóng 900, là tương đương 1 mét 150 nè. Tôi không có biết cái vụ mà cái đường lộ này là dì Tám bà nói là đi vô, mỗi lần đi vô xe lấy đồ thì bà lấy tiền thu phí là 50 ngàn. 50 ngàn tiền lấy tiền bãi đậu cái xe để mà lên đồ. Nếu mà đồ mà lên mà tôi lên hơi chậm mà đồ mà vô lấy đồ bả là bả đuổi xe tôi ra. Vậy đó, tự lộn hoài luôn vậy đó, cãi vậy đó. Giống như là đi vô lấy đồ, ví dụ như chậm trễ mà xe đi vô lấy đồ bả là bắt đầu là bả đuổi xe này ra bả cự, bả không cho vô.
Tìm hiểu từ người giữ chìa khóa thì phóng viên được biết khi làm đường, bà được Ủy ban nhân dân xã cho bỏ thêm tiền vô để nâng tải trọng con lộ từ 2,5 tấn lên gấp đôi. Mục đích phục vụ vận chuyển hàng hóa cho dựa thủy sản do bà làm chủ. Từ đó mới có chuyện rào con lộ và giữ chìa khóa. Từ ngoài đầu lộ đi vô tới chỗ cái giữa tôi là 100 mét nha. Đó, như vậy thì được sự thống nhất của Ủy ban xã Khánh Tây và được sự thống nhất của bà con nhân dân của ấp Kinh Hoàng này. Đó, thì tôi mới là tiến hành làm cái thêm một dĩ thứ hai. Khi đó là phải liên hệ với nhà thầu là họ đang làm đường. Đó, thì cái em thầu đó tôi cũng quên tên rồi nha. Có gì là mấy anh em hỏi lại chỗ xã Khánh Tây là hồi trước thầu đó là người nào làm nha. Thì tôi bỏ vô 100 triệu để mình mua vật liệu là làm đường. Đó, thì khi đó tôi mới nói là tôi làm vựa thu mua tại đây. Tôi mới xin là ý kiến ở trên là tôi nói là tôi làm vựa thu mua ở đây thì tôi phải đi bằng những phương tiện lớn. Do vậy tôi nâng cấp đường để không bị hư hao đường. Và nếu như tôi cũng có nói, nếu như xe của tôi vô thì tôi chở đồ của vựa tôi thôi, mà khi mà xe tôi ra rồi thì tôi khóa cái cổng đó lại. Và tôi cũng muốn đảm bảo đường là vì lý do là cái đường đó nếu như xe tôi 5-6 tấn thì tôi đi vào con nước thôi, tôi mua ngày nào đó thì tôi mở đi ra. Với cái bản cái mà tôi làm cái gào ở trên đó nha, là tại vì được sự thống nhất của là của ban nhân dân ấp và của ủy ban xã Khánh Tây cho tôi làm cái gào đó để làm gì, có nghĩa là để đảm bảo đường 2,5 tấn giống như cái tuyến lộ mà giao thông vận tải cho đó. Còn về vấn đề nói tôi giữ chìa khóa là để mở ra mới vô, điều đó là tại vì cái cổng ở thời điểm tôi làm thì tôi mở ra để cho xe tôi ra, rồi á, là cho xe tôi vô ga, rồi khi xe tôi hết vô ga thì tôi trả lại đường theo vị trí cũ là 2,5 tấn cho bà con. Bà Hạnh còn cho biết về chuyện thu tiền xe tải khác khi mở ổ khóa cổng rào con lộ. Cái vấn đề mà đóng 50.000 thì không có. Có nghĩa là khi đó cái thằng bong bóng á thì nó nói như thế là sai. Tôi không có thu 50.000 nào hết. Đó. Nhưng mà nó nói tám ơi con gửi tiền để mà ra vô. Tìm hiểu thông tin từ chính quyền xã Khánh Bình Tây thì phóng viên được cho biết không hề có chuyện như người dân phản ánh. Nói chung thì cái lộ đó hiện giờ xây dựng đây là xây dựng là năm 2002. Thì xây dựng nói chung là nhà nước với dân cùng làm, đối ứng là 91. Thì khi xây dựng thì chung là trước đây là xây dựng là nếu nhà nước xây dựng thì chỉ 2 năm thôi. Thì chỗ cô Tấm Hạnh thì để phục vụ mà lưu thông vận chuyển rồi buôn bán cho nó dễ dàng thì bà cũng có sức cái số tiền cũng lớn để nâng lộ là 4 mét. Còn vấn đề thu tiền bà ấy đâu có, cái vấn đề đó là nhà nước mà. Bây giờ cái vấn đề đó dân ta tự nguyện ta bỏ vô đóng góp để xây dựng thôi. Chứ còn không có nói gì vấn đề, đặt vấn đề là xe ra vào là thu tiền rồi là không cho là không có. Có một lúc thì do cái cổng nó ngã nghiêng rồi gió rồi bắt đầu gãy luôn. Bây giờ cũng làm lại, bây giờ cấm dính luôn chứ không có. Nó chịu phá mở điện giờ cái cá nhân là không có. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình Tây trả lời không có chuyện khóa cổng rào và giữ chìa khóa. Nhưng trước đó vài tiếng đồng hồ, theo ghi nhận của phóng viên, thì xã đã cho người xuống hàng bỏ ổ khóa và gắn thêm tấm bảng tải trọng 2,5 tấn. Sau đó, vào đêm hôm sau, mối hàng cổng bị gỡ bỏ cho xe tải có tải trọng 5 tấn của bà Nguyễn Tuyết Hạnh lưu thông. Quý vị thân mến, ẩm thực là một trong những niềm tự hào của người Việt Nam. Rất nhiều món ăn Việt đã vào top bình chọn trên thế giới. Đến đây, Chuyển động ngày mới hôm nay xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.